Chị cứ nhiên gọi mấy cuộc điện thoại thôi. Mà những người có sức ảnh hưởng của nhiều kênh lớn đều là của chị ấy. Tình hình của cô không ổn cho lắm. Gọi cho mấy người rồi, chưa gọi được cho ai cả. Cố lên nhé. Vào đi. Sao thế? Có chuyện gì? Nói đi. Sếp, tôi muốn xin anh thêm vài dự án quảng cáo đồ ăn vặt lúc trước. Hoặc các ngành khác cũng được. Tốt nhất là dự án giá trị cao ấy. Dù sau đây cũng là lần đầu tiên của tôi vẫn muốn học hỏi thêm. Thật ra giai đoạn này không cần quá vội vàng nghĩ về chuyện sáng tạo. Nhưng tôi nghĩ trong việc lựa chọn và trao đổi tài nguyên, sáng tạo là nền tảng, sau đó mới xem xét đến vấn đề chi phí. Sếp, suy nghĩ này của tôi đúng chứ? Chuyện đó rất tốt. Còn nữa là nếu có bất cứ vấn đề gì, có thể tìm tôi bất cứ lúc nào. Giờ làm việc hay giờ tan làm đều được. Nhưng tôi vẫn sẽ cố gắng bớt làm phiền sếp. Tôi không muốn bị mọi người nói sếp thiên vị tôi. Vậy tôi xin phép đi nhé. Đi đi. Quán cà phê thời gian. Cảm ơn. Không có gì, chúc ngon miệng. Cao quý. Đặc đặc. Tôi là Đặc đặc. Thật vui được gặp cô. Cuối cùng cũng gặp nhau rồi. Cô ngồi đi, ngồi đi. Tôi đã nói mà, không thể nói rõ qua điện thoại được. Những người có sức ảnh hưởng của chúng tôi, giá cả đều vô cùng hợp lý. Đây là blogger đồ ăn vặt của chúng tôi. Số lượng fan dao động từ 10.000 đến 200.000. Đây là đường dẫn của trang chủ. Cô xem đi. Xin lỗi, để tôi xem thông tin. Được. Lần này chị cứ nhiên tìm toàn blogger nổi tiếng có hàng triệu fan. Nếu cô chỉ có vài chục nghìn fan thì cô thua là cái chắc. Đặt đặt, thế này nhé. Tôi sẽ suy nghĩ đã. Giá cả thì chúng ta có thể bàn bạc thêm. Khách hàng đều muốn giá rẻ. Việc này tôi hiểu. Tiết kiệm được chút nào hay chút đó. Phải. Thật ngại quá. Tôi vẫn muốn suy nghĩ thêm. Rồi sẽ trả lời cô. Cũng được. Không vội. Phải rồi. Vừa hay ở gần đây có người hẹn tôi ăn cơm. Vậy tôi qua đó trước nhé. Không ngồi với cô nữa. Hẹn gặp lần sau. Được. Tạm biệt. Chung ý danh. Alo, chuẩn bị dự án đến đâu rồi? Dạo này không có tin tức gì của cô. Dự án rất ổn. Không phải có dự án khác phải tăng ca chứ? Sao có thể chứ? Chắc chắn các anh phải được ưu tiên hàng đầu rồi. Ngoài công việc, cô phải chú ý sức khỏe. Đừng để mệt quá. Tôi cứ luôn thấy trạng thái của cô hơi lạ. Làm gì có. Tôi rất ổn mà. Trạng thái cũng rất ổn. Thật đấy. Vậy không nói nữa, tôi làm việc tiếp đây. Mẹ ơi, con về rồi. Con về rồi à? Mẹ, có điều hòa mà, sao mẹ không bật mà lại quấn chăn? Mất điều hòa rồi. Con mới mua mà. Cục nóng bị chủ nợ tháo đi rồi. Nó là lấy về để gán nợ. Mẹ, mẹ để anh ta tháo à? Mẹ không để họ tháo thì có thể làm gì? Mẹ cũng không lấy ra được số tiền mua điều hòa để gán nợ cho họ. Thôi được rồi. Để mấy hôm nữa con nghĩ cách mua cái khác. Con đừng hành hạ nữa. Người ta nói rồi, thấy lần nào thì tháo lần đó. Sao anh ta lại như vậy? Còn cho người ta sống nữa không đây?
Con tưởng ngày tháng tốt đẹp, con muốn có là được hay sao? Phải trải qua khổ cực mới được hưởng phúc chứ. Bây giờ chúng ta chỉ có thể cố gắng kiếm tiền, chăm chỉ làm việc để trả hết nợ. Đúng rồi, bây giờ mẹ sẽ khiến tâm lý con có cảm giác tiết kiệm được khoản tiền này. Tâm lý tiết kiệm thế nào à? Đứng lên, đứng lên. Đúng, hai tay chụm lại, giơ quá đỉnh đầu. Đây là gì à? Mau lên, đừng lười biếng, thẳng lưng. Bây giờ mẹ sẽ dạy cho con bài yoga làm nóng người trị giá 300 tệ. Đứng thẳng, đứng thẳng. Mẹ, đây là logic gì thế ạ? Con lợi dụng mẹ đẻ cũng gọi là lợi dụng mà. Như vậy con sẽ cảm thấy đã tiết kiệm được. Alo, tôi sang ngay đây. Ở đây. Anh tìm tôi có việc gì? Dạo này thấy cô bận quá, không gặp được cô, vừa hay đi ngang qua nên ghé vào thăm. Sếp Chung cũng chơi trò mặc thường phục di hành, đánh úp à? Tôi chỉ muốn xem khi không tăng ca thì trông cô như thế nào, xem ra vẫn rất ổn. Anh tìm tôi chỉ vì chuyện này à? Chủ yếu là tôi muốn hỏi về tiến độ, kiểm tra chất lượng, thẩm định tiêu chuẩn. Sếp Chung, chúng ta chỉ là mối quan hệ hợp tác, có chuyện gì cứ nhắn tin là được rồi, không cần đến thăm tôi đâu. Tôi cũng đâu phải gấu trúc trong sở thú. Hơn nữa, nếu anh muốn xem gấu trúc còn phải trả tiền vé vào cửa đấy. Đúng rồi, cái điều quà lúc trước sao rồi? Rất ổn, rất ổn. Sếp Chung, chứ anh phải đi tiếp khách đúng không? Anh mau đi đi, đừng để lỡ giờ cơm. Cô và mẹ ăn cơm chưa? Ăn rồi, ăn rồi, ăn rồi. Anh mau đi đi. Phương Phương, cô Lý, Phương Phương. Mẹ ơi, cô Lý đến à? Cô Lý, tới đây, tôi mang sữa cả cho chị đây. Cô mang sữa cả cho tôi à? Nhân thịt heo rau hẹ thơm lắm đấy. Tiểu Chung, chứ cũng tới à? Có lộc ăn, vào nhà ăn sủi cảo với cô đi. Cảm ơn cô. Anh ấy không được. Sếp Chung có việc bận, anh ấy không ăn được. Anh không có việc gì, chị thì nhanh lên. Cô đi hâm sủi cảo nhé. Vâng. Anh thích đến nhà tôi ăn vậy à? Không phải, tôi thích ăn, mà là tôi muốn gặp cô. Phương Phương, đây là con rể chị à? Sao tôi chưa nghe chị nhắc đến? Cháu làm nghề gì? Khi nào kết hôn? Không phải đâu, cô Lý. Anh ấy không phải, anh ấy là đối tác của công ty cháu. Thưa cô, cháu kinh doanh đồ ăn vặt à? Về chuyện kết hôn thì còn phải xem ý của Cao Quý. Cái gì? Không không, cháu đùa thôi, đùa thôi. Anh ấy đùa thôi à? Đừng tưởng thật, đừng tưởng thật. Hai đứa cãi nhau à? Cô là người từng trải, thanh niên xích mích, cuối cùng cũng vẫn làm quà thôi. Ăn đi, ăn đi. Phương Phương, trong nhà hơi lạnh đấy. Nếu lạnh thì chị với tôi vào bếp làm chút gì. Được, được, đi dọn dẹp nào. Có phải điều quà hỏng rồi không? Tôi sửa giúp cô nhé. Không, không, chỉ là chưa bật thôi. Chắc anh ăn no rồi nhỉ? Anh ăn no rồi thì về sớm đi. Anh tìm tôi à? Cô định đứng về phía họ đấy à? Thế nào gọi là đứng về phía họ? Công ty biến thành chiến trường từ khi nào vậy? Lẽ nào trong mắt anh chỉ có chia bè kết phái, không có lợi ích công ty à? Thế nào là chia bè kết phái? Trong lòng tôi chỉ có một phe, đó chính là sếp Chung lớn. Là sếp Chung lớn giúp tôi có được ngày hôm nay. Tôi thấy chướng mắt khi họ đây làm hỏng cơ nghiệp mà sếp Chung lớn vất vả gây dựng. Đừng có lôi sự trung thành ra để làm cái cớ cho việc làm sai trái của mình. Tôi mong anh có thể tự lo liệu. Được lắm, tôi biết. Cô bị họ tẩy não rồi. Alo, sếp à. Việc bỏng ngô gì mới và hợp tác với gấu đồ ru. Sếp Chung nhỏ nói với anh rồi chứ? Cậu ấy nói với tôi rồi. Cô nghĩ sao về việc này? Tôi thấy nếu doanh thu của chúng ta liên tục tụt dốc, dùng các kênh truyền thống mang lại hiệu quả không cao, thì chi bằng chúng ta nên thuận theo xu hướng thời đại, ra mắt một số gì mới, nói không chừng sẽ có cơ hội hơn.
Xem xét phản hồi của thị trường hiện tại, hiệu quả cũng khá ổn. Số máy quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được. Vui lòng gọi. Anh Hùng à, việc này có lẽ hơi đường đột, nhưng tôi thật sự chưa gọi được cuộc nào. Anh có nguồn nào có thể cấp cứu được không? Cao quý à, việc này tôi cũng không giúp được. Cô nghĩ xem, nguồn của tôi đã bao giờ nhiều hơn chị Cư Nhiên chưa? Hơn nữa, cho dù có, tôi cũng sớm cho chị ấy rồi, đúng không? Những việc khác, dù thế nào tôi cũng giúp được cô. Việc này thì... Thôi được, vậy tôi nghĩ cách khác vậy. Cô... Chị Cư Nhiên, chị Cư Nhiên chu đáo thế, còn cả trái cây nữa. Trong lòng chỉ có chị Cư Nhiên nhà các anh thôi. Chỗ này là tôi mua đấy. Cảm ơn Lạc Lạc. Hai người nói chuyện gì thế? Cao quý cô ấy, có phải cô cần giúp không? Chỗ tôi có đầy nguồn. Nếu cô gặp khó khăn, có thể đến tìm thẳng tôi. Đồng nghiệp mà, nên giúp đỡ lẫn nhau. Tuy hai chúng ta là quan hệ cạnh tranh, nhưng tôi cũng không thể cậy thâm niên mà bắt nạt người khác. Không cần đâu, tôi tự lo được. Thôi được. Cao quý, cô xem cái này, sao thế hả? Cái gì? Tôi bảo này, cô có thể đi nhờ bạn trai của cô giúp. Bạn trai cũ? Bạn trai cũ gì cơ? Sếp Lâm đó. Đúng, sao quên người ta nhanh thế? Tôi bảo, cô lặng lẽ đi tìm anh ấy, chúng tôi cũng đâu có biết. Làm vậy sao được? Tôi phải tự làm. Cô cứ ngang bướng đi. Sao lần nào cháu đến cũng tâm sự nặng trĩu thế? Có chuyện gì xảy ra với cháu cũng không nói với ông. Tuy ông già rồi, nhưng đầu óc ông không lẫn. Cháu còn trẻ thế này thì có chuyện gì lớn được à? Toàn mấy việc vặt vãnh nhỏ nhặt thôi. Việc nhỏ đến mấy mà không vượt qua được cũng đủ cho cháu chịu rồi. Cháu không nói thì thôi. Chúng ta ra ngoài chơi đi. Ông đi dạo vườn qua à? Không. Vậy thì chơi mặt chưa? Thế ông muốn chơi gì à? Ông muốn ăn bánh quế qua của Thẩm Ký. Hơn chục năm rồi chưa được ăn. Vâng, cháu gọi trong ngay đây. Gọi giao hàng làm gì? Phải ra ngoài, đến quán ăn. Nghe âm thanh của mọi người trong quán. Dở thực đơn. Pha ấm trà, rồi phải từ từ nhấm nháp từng ngụm. Ông à, cháu chợt nhớ ra chị y tá nói sức khỏe của ông không được ăn nhiều đồ ngọt. Ông uống thuốc rồi đi. Ông đảm bảo với cháu, chúng ta ăn ít thôi, ăn một miếng. Không không không, ba miếng. Ông ăn ít một chút được không nào? Thật là trước đây ông cũng nói với họ rồi, nhưng họ không cho ông ra ngoài một mình. Nhưng ông ơi, ông nghĩ mà xem, chúng ta ra ngoài phải xin phép viện trưởng trước, rồi chỉ có thể ra ngoài một tiếng. Chỗ đó lại xa như vậy, chưa chắc chúng ta đã kịp đâu ạ. Đây đâu phải trường học, đến muộn đâu phải viết bản kiểm điểm. Đi thôi. Đi với ông. Không được, ông phải đi chậm thôi. Không sao, không sao. Thời tiết đẹp quá. Thời tiết rất đẹp, ấm áp. Ông ơi, ông chắc là ở đây chứ? Hoàn toàn chính xác.
Đây chính là lão thẩm ký trước đây. Thương hiệu lâu đời 20 năm rồi. Nói không còn là không còn. Chắc là bị dở rồi. Không được ăn rồi. Nếu biết sớm, lần trước đến ông đã mua thêm mấy miếng bánh quế qua rồi. Không sao, có khi họ chỉ chuyển đến chỗ khác thôi, để cháu họ giúp ông. Được, ông chờ cháu nhé. Ừ. Xin chào, cho tôi hỏi, thẩm ký lúc trước mở ở đây, bây giờ chuyển đi đâu rồi? Xin lỗi, tôi là người mới đến nên không rõ lắm. Nếu hai vị muốn dùng bữa thì xin mời ra đằng sau xếp hàng. Cảm ơn nhé. Không có gì. Số 37-38 mời vào. Hàng cũng dài quá đấy. Ông ơi, hay chúng ta đổi quán khác đi. Quán chúng ta vừa đi qua lúc ở trên đường ấy, nhìn cũng được. Hay ông cháu mình đến ăn thử xem sao, liệu có ngon không? Cứ thử đi ạ. Lỡ không ngon thì lần sau chúng ta đổi quán khác. Được, ông nghe cháu. Cảm ơn nhé. Bánh này trông đẹp hơn bánh quế qua nhiều. Nào, lần này không uổng công chúng ta đến. Ông thử đi, thử đi. Được. Ngọt ngọt, đắng đắng. Bánh này làm từ gì thế? Ông ơi, cái này gọi là matcha, được chiết xuất từ trà xanh, chính là loại bình thường ông uống đấy. Ăn thử bánh này đi. Mấy thứ mới mẻ này ông chưa được thấy bao giờ. Nếu đến ăn thử từ sớm, sao ông còn phải nhớ đến bánh quế qua làm gì? Ông à, các ông, các bà tầm tuổi ông, họ đều không ăn mấy thứ này. Họ nghĩ đây là món ăn dành cho giới trẻ. Ăn mà còn phân biệt người già người trẻ à? Cháu xem, bên ngoài có gì, không cho ông vào đâu. Ông vào thì phải ăn thử. Không thì ông còn tưởng rằng bánh quế qua là thứ ngon nhất đấy. Ông đã nói chỉ ăn 3 miếng thôi, không được ăn thêm nữa. Ông ăn nữa, lỡ trong người thấy khó chịu, phải vào viện thì làm thế nào? Tim đau lắm đấy. Thế thì ông không ăn nữa, ông không đi viện đâu. Ông ơi, cháu muốn đi xem thử. Đi xem đi, đi xem đi. Không ngờ có nhiều người xếp hàng như vậy. Đúng thế. Lý Không Mập ghé thăm giới thiệu. Xem ra là gì? Có blogger nổi tiếng từng đến đây nên mới có nhiều người xếp hàng thế này. Ông biết, ông biết. Là quán nổi tiếng mà các cháu hay nói mà. Ông à, sao ông sành điệu thế? Cô đang bận à? Tôi không làm phiền cô chứ? Đúng là tôi đang bận. Có lẽ anh đã làm phiền rồi. Không phải chứ, bên A hỏi tiến độ thì có làm sao? Sếp Chung, anh hỏi với tư cách khách hàng à? Không phải. Sếp Chung, dạo này tôi thực sự rất bận. Chân cao quý, có phải tôi đã làm gì sai không? Không làm sai. Thế tại sao cô không muốn gặp tôi? Tôi chỉ có thể làm khách hàng của cô à. Nếu không thì sao? Sếp Chung, tôi làm việc đã nhé. Có tiến triển gì tôi sẽ liên lạc anh sao? À, sếp Chung, anh cũng không cần phải suy nghĩ lung tung đâu. Tan học. Đến đây thôi. Tạm biệt nhé. Tạm biệt, tạm biệt. Tạm biệt, tạm biệt. Cô ơi, sao cháu lại xuất hiện ở đây? Có chuyện gì à? Tìm cao quý nhà cô à? Cãi nhau rồi, cũng không phải thế à? Nó không để ý đến cháu nữa à? Thế rồi cháu đến tìm cô, họ nói thế nào, đúng không? Cháu còn muốn nhờ cô giúp cháu. Vậy không hay đâu. Cô ở giữa hai đứa, lúc thế này, lúc thế kia, không phù hợp. Cô à, chị Phân Phương. Thôi được, cô về tìm hiểu tình hình đã.
Dân, cô muốn ăn gì cháu mời cô. Hôm nay Tiểu Trung đến tìm mẹ, bảo con lạnh nhạt với người ta. Có chuyện gì con nói mẹ nghe xem nào. Mẹ, mẹ đừng nghe anh ấy nói linh tinh. Con và anh ấy có chuyện gì được chứ? Người ta từ sáng đến tối nhiệt tình, chủ động đến tìm con không thèm để ý đến cậu ấy. Cảm giác tự tin quá đáng này của con nhìn là biết. Thừa hưởng gen của mẹ. Mẹ, con và anh ấy chỉ có quan hệ công việc, đâu có như mẹ nói. Hơn nữa, anh ấy là khách hàng của con. Chuyện này, nếu con thân thiết với anh ấy, các đồng nghiệp sẽ nghĩ con thế nào? Thế thì con thành cô gái trà xanh à? Thế không được. Không hiểu. Ngon. Cô xem bức này đi. Tôi thấy bức này đẹp. Phải chỉnh lại chút, chỉnh lại chút. Tôi nói cô nghe, tôi thấy buồn cười quá. Được đấy, buồn cười quá. Cao Quý à, tuy chúng ta vừa mới quen, nhưng tôi có một linh cảm, sau này nhất định sẽ hợp tác rất vui vẻ. Đúng, cô xem, tôi đã mời Nana, blogger ẩm thực giỏi nhất công ty chúng tôi đến cho cô rồi. Nana, chào cô, người bình thường tôi chẳng giới thiệu cho đâu. Vậy tôi có tiện xem qua hồ sơ của cô Nana không? Quên mất. Cô xem. Cảm ơn nhé. 200.000 fan cơ à? Tất nhiên rồi. Nhưng sao tôi thấy bình luận toàn là một chữ số thế? Có phải fan của chúng ta không sôi nổi lắm không? Thật ra fan của tôi. Vậy thì cô không hiểu rồi. Cái gì gọi là fan không sôi nổi? Fan của Nana đều là thánh ăn. Thánh ăn đều bận ăn, ai còn tương tác với cô chứ. Còn nói như vậy được à? Đúng, cô không hiểu. Đây, bên mình còn nhân tài nào xuất sắc như Nana không? Sao? Còn không ưng Nana của chúng tôi à? Không phải. Địch quê của Nana kính lắm đấy. Bao nhiêu thương hiệu lớn tin nhau hợp tác với cô ấy. Bỗng ngôi mê tin các cô còn không giữ ý à? Cô ra ngoài mà xem, bên ngoài hễ là người có fan như Nana. Có ai rẻ như chúng tôi không? Tôi cũng không có ý đó. Chủ yếu là chúng tôi cũng phải cân nhắc đến hiệu quả tuyên truyền. Thế nên, thế này, chúng tôi báo giá với bên ngoài là 100.000 tệ. Với cô, chị em thân thiết, một giá thôi. 80.000 tệ, 8.000 một bài. Chị đây nể mặt cô chứ hả? Yên tâm, tôi quyết định. Ít quá, chị em tốt. Ít quá, không sao đâu. Alo, bảo tôi qua đó bây giờ à? Gấp vậy sao? Được, tôi biết rồi. Xin lỗi nhé, thế này vội quá. Đi rồi à? Chúng tôi đã điều chỉnh nguyên liệu và kỹ thuật. Hướng dẫn tiêu chuẩn tôi cũng tổng hợp gần xong rồi. Chờ hồ sơ tiêu chuẩn được duyệt, tôi sẽ có thể điều nguyên liệu kỹ thuật. Chờ sắp xếp bộ phận marketing cùng trao đổi tiến trình tiếp theo. Công ty BA cũng phải phối hợp quảng cáo sản phẩm mới ra mắt thị trường. Thời gian này cậu cũng có thể chuẩn bị nguyên vật liệu. Dân, dạo này phía BA Tính Đạt có tin tức gì không? Không có. Nội bộ bọn họ đang chuẩn bị kế hoạch chi tiết. Những việc khác thì sao? Anh nói Trương Cao Quý à? Coi là vậy. Chẳng phải cô ấy và Lâm Nhạc có quan hệ rất tốt sao? Có cơ hội tôi sẽ hỏi giúp anh. Không cần. Nếu gần đây cô có gặp cô ấy thì nhân tiện hỏi là được. Dân, nếu người bên mê tinh hỏi anh chuyện liên quan đến em, anh cứ trả lời là không biết nhé. Cảm ơn anh. Yên tâm đi, bạn gái cũ. Chào mừng quý khách. Tới rồi à? Anh đã gọi đồ ăn rồi, lát nữa sẽ lên. Dân, anh chờ em chút.
em trả lời mấy tin nhắn. Diêm bao gân cấp. Thế nào? Đỡ hơn vừa nãy một chút. Kỹ thuật tổ truyền đấy. Thật à? Trước đây buổi tối anh Đao không ngủ nổi, cứ kêu oai oái. Massage thế này có thể dịu bớt. Thế sao anh khỏi được? Cứ massage thế này sẽ khỏi. Dạo này anh liên lạc với Chân Cao Quý không? Liên lạc gì chứ? Anh liên lạc với cô ấy chắc còn không nhiều bằng các em. Cô ấy không nói anh dạo này cô ấy đang làm gì à? Nếu em muốn biết cô ấy làm gì hay anh gọi cô ấy đến đây ăn cơm với chúng ta, rồi em nói chuyện riêng với cô ấy nhé. Thế thì không cần. Lẽ nào là Chung Ý danh hỏi? Đâu có. Anh bảo lúc em nói dối có thể trân tru hơn không? Anh phát hiện ra lúc em dối lòng tay em sẽ lạnh đi. Em chờ chút, anh sẽ quay lại nghe. Có lạnh đi à? Đây là loại thuốc trước đây anh dán. Mỗi ngày dán 3 lần, mỗi lần không quá 8 tiếng. 3 liệu trình chắc chắn khỏi. Cảm ơn. Anh tốt với em như vậy có mục đích gì không? Có chứ. Là gì? Anh đã đăng ký thi đánh cầu lông đôi nam nữ, còn thiếu một người đánh cặp. Anh muốn mời em. Đây là anh sợ tay em đau ảnh hưởng đến việc chúng ta đoạt giải nhất. Anh có hứng thú với cầu lông từ khi nào thế? Từ lúc biết em là cao thủ cầu lông, anh đã cực kỳ thích đánh cầu lông, muốn theo em học đánh cầu lông. Em không nói, anh coi như em ngầm đồng ý nhé. Ngầm đồng ý lập đồ đánh cầu với anh. Còn chưa biết khi nào tay em mới khỏi. Giờ em khỏi rồi tính. Nào các bạn yêu quý, đây đều là đồ tươi ngon, đều là trái cây tươi và rất nhiều đồ ăn vặt. Chúng ta hãy cùng theo dõi giỏ hàng, cùng xem nhé. Con làm mẹ giật cả mình, làm gì thế? Mẹ xem gì vậy? Tiêu rồi, tiêu rồi. Con dỗ mẹ một cái là mẹ không tranh kịp rồi. Mẹ không tranh được mà giảm giá rồi. Mẹ giảm giá gì à? 20 tệ. Con xem thùng đồ ăn vặt này có thể giảm 30%. Mẹ, mẹ nên thay đổi cách nghĩ. Mẹ nghĩ xem, mẹ không tranh được mà giảm giá, chắc chắn sẽ không mua nữa. Vậy là tiết kiệm được 100%. Blogger này là học trò yoga giới thiệu cho mẹ, tên là Lý Không Mập. Người ta không phải chia phần trăm với công ty, ưu đãi rất nhiều. Nghe nói cô ấy đi đâu ăn là nơi đó nổi tiếng. Tuyệt đối không nói dối một câu về tiền quảng cáo. Thế à? Giỏi vậy à? Lý Không Mập đấy, con xem nào. 10 triệu fan à? Đúng không? Alo, xin chào. Ai đấy? Alo, xin chào. Tôi là Chân Cao Quý của Bia Tính Đạt. Xin hỏi cô là trợ lý của cô Lý Không Mập à? Xin lỗi nhé, chúng tôi không tiếp bất cứ công ty Bia nào hết. Là thế này à? Nếu có điều kiện đặc biệt gì khác, chúng ta đều có thể bàn bạc. Vậy tôi có thể trao đổi trực tiếp với cô Lý Không Mập không? Chính vì cô ấy không làm việc với bất cứ công ty PR nào nên mới có được sự tin tưởng của fan. Hợp tác live stream các cô nói không tiến hành được đâu.
anh hùng. Tôi phải ra ngoài một chút, lát nữa nếu sếp hỏi, cứ nói tôi đi gặp một blogger tên là Lý Không Mập nhé. Không vấn đề. Xin chào, anh có thể nâng ba lên giúp tôi không? Các cô làm gì thế? Tôi đến tìm bạn. Muốn vào công viên của chúng tôi thì phải là hội viên hoặc hẹn trước. Bác Tài, anh về đi nhé. Cảm ơn. Chào cô có phải là hội viên không? Dân. Vậy cô nói họ tên và số điện thoại đi. Lu. Cô Lu phải không? Đúng rồi. Được, chỗ chúng tôi có ghi chép rồi, mời cô vào. Chào anh. Tôi và bạn đi lạc nhau. Giờ họ đã vào trong cắm trại rồi. Có thể phiền anh cho tôi đi nhờ không? Được, cô lên xe đi. Cảm ơn nhé. Không có gì. Hồi trước tôi đến đây mấy lần rồi. Được đấy nhỉ. Sao mọi người chuẩn bị nhiều thế? Chào mọi người. Chào cô, chào cô. Cho hỏi, mọi người có biết một blogger tên là Lý Không Mập cũng cắm trại ở đây không? Lý Không Mập? Không biết, không biết. Không biết, ở đây đều là bạn bè trong câu lạc bộ xe của tôi. Chắc người cô nói đang ở khu Tây. Ở khu Tây cũng có đặt trước. Chỗ tôi là khu Đông. Cô băng qua cánh rừng này là tới. Cảm ơn anh nhé. Không phải lạc đường rồi đấy chứ? Có ai không? Ai cho tôi biết đây là đâu, được không? Có ai không? Có ai không? Alo, cô à? Tiểu Chung à? Cháu có đi cùng Cao Quý không? Không à. Cô ấy chưa về à? Đúng thế, cô không gọi được cho nó. Cháu xem đã mấy giờ rồi. Nếu tan làm sớm thì nó phải về nhà lâu rồi. Cô còn tưởng hai đứa đi chơi. Được rồi, cô đừng lo lắng. Cháu đi tìm cô ấy ngay đây. Tôi chỉ thích tăng ca cùng chị Cư Nhiên. Có cảm giác cùng nhau phấn đấu. Tôi ghét nhất là tăng ca. Mua kem mắt đắt đỏ cũng bằng thừa. Cũng phải. Sếp Chung, chân Cao Quý đang tăng ca à? Đâu có, cả chiều nay tôi không thấy cô ấy. Không ở đây à? Hai người có biết cô ấy đi đâu không? Việc này thì tôi không biết. Không liên lạc được với cô ấy à? Hình như tôi thấy cô ấy gọi điện thoại. Nó là liên lạc với một blogger tên... Đúng, đúng, đúng. Lý Không Mập. Lý Không Mập, đúng, đúng. Tôi nhớ ra rồi. Đúng, 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 đúng. Lý Không Mập. Vậy hay là chúng tôi đi trước nhé. Được, được, cảm ơn nhé. Tạm biệt. Lý Không Mập.
Anh Trung, hội viên lâu năm, mời vào. Xin lỗi làm phiền một chút. Xin lỗi các anh em, anh có gặp cô gái này không? Ai vậy? Anh có gặp cô gái này không? Ban nãy cô ấy có đến sang khu Tây rồi. Khu Tây? Bên kia à? Đúng. Dân, cảm ơn các anh em. Chắc cô gái này cãi nhau với cậu ấy. Đã một lúc lâu rồi. Đúng thế. Được. Bên chỗ tôi vừa cắm trại xong. Hay tôi đến chỗ anh nhé. Không vấn đề. Vậy tôi đi tìm anh nhé. Được. Không vấn đề. Lý không mập, tôi qua đó nhé. Tạm biệt. Lý không mập. Lý không mập. Lý không mập.